Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay cùng mình đi chợ sáng nhé. Mình đi làm về là mình đi chợ luôn. Bên này mới có hơn 6 giờ thì ở Việt Nam chỉ hơn 5 giờ thôi. Đây mọi người nhìn cá rất là tươi, cá rất là nhiều, có giống Việt Nam không? Đây. Cá nó làm là nó sẽ cắt sẵn ra cho mình hết. Có cá điêu hồng nhưng mà nó chết hết rồi. Có cua, có tôm. Đây cá biển hầu như là đông lạnh nhưng mà nó cũng cũng còn tươi. Này, nó bán ký bao nhiêu là nó sẽ để giá thẳng cho mình luôn, là mình mua là mình không có trả giá đâu. Nó ghi sẵn hết. Nói chung là cũng không có mắc đâu, một con cá điêu hồng lồng khoảng 60.000 vậy đó, ký mấy á. Đây là chỗ bán gà, còn ở đây là bán trái cây. Này là bán trái cây ở ngoài này mình mua là nó sẽ ngon hơn là ở trong siêu thị, tại vì nó nhập về nó không có để đông lạnh, nó để nó ra nó bán luôn đó, mình ăn nó sẽ ngon hơn trong siêu thị. Mà nói chung thì chắc là nó sẽ mắc hơn. Còn đây là hàng đồ khô, cá khô và các loại gia vị. Mình chỉ quay video ngắn thôi. Cảm ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ và submit và đăng ký cho mình nhé. Thank you.